Ok, hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với video tiếp theo của mình. Thì mới sáng sớm có anh trai đặt cá ở nhà mọi người. Anh trai ở thành phố Hồ Chí Minh, quận 2, chung cư New City, trên đường Mai Chí Thọ đặt mình một em kim long Úc. Đó, trả giá mình bớt mình 50k, mình ok dứt luôn. Bây giờ mình lên đường mình tới chạy cá để bắt con kim long Úc giao cho anh trai nè. Ở buổi sáng mát trời, mình đang ở quận 8. Bây giờ mình sẽ rẽ ra bên Trần Đạo quận 5. Đó, bây giờ là tới chạy cá bên mình rồi nha mọi người. Mình sẽ vô mình lựa cho anh trai một con kim long Úc thật là đẹp. Đó, size nó khoảng 13 cm. Sau khi mà mình lựa xong á, mình sẽ đóng bọc và mình bơm oxy căng vô. Đó, trong bọc cộp lại, mình sẽ ship bằng xe máy nha mọi người. Đó, sáng sớm anh trai chốt một con cá là tươi rồi. Mình tiếp tục lên đường. Mới sáng sớm là trời mưa nha mọi người. Mọi người tấp vô lề hết rồi, mình cũng phải tấp vô lề luôn. Lẹ 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 lẹ, nhanh lên, tấp vô lề. Mưa một cái ào xuống. Đó, sáng sớm mưa một cái ào xuống. Có nước là có tiền nha mọi người. Ok, mình sẽ đợi một chút xíu. Cơn mưa buổi sáng. Sau khoảng 30 phút thì trời đã tạnh mưa, mình tiếp tục lên đường. Bây giờ mình sẽ đi đường Đại Lộ Đông Tây. Mình rẽ ra Quỳnh Mẫn Đạt nha mọi người. Đó, bây giờ mình đã tới Đại Lộ Đông Tây. Ở bên ngoài thì cũng lác đác còn mưa lâm râm, nhưng mà không sao, mình đi luôn cho anh trai có cá mới anh trai chơi nha. Anh trai đợi em xíu nha anh trai. Đó, trước mặt mình là cầu chữ Y. Và bây giờ mình sẽ chuẩn bị rẽ xuống hầm Thủ Thiêm. Đó, mời mọi người cùng tiếp tục theo chân mình nha.
khỏi hầm rồi và trời cũng đã bớt mưa rồi nha mọi người. Khoảng cách là 10 cây số nên mình đi cũng khá là nhanh. Bây giờ mình sẽ rẽ lại chung cư New City để mình giao cá cho anh trai. Dạ. Tam Phước gần nghĩa trang không? Chưa tới anh. À. Mà chạy em bên quận 5 á. À, cá bên quận 5 hả, chứ phải là bên Tam Phước hả? Ở Đa Phước cũng có nè anh. À. Tỉnh đâu Đa Phước tại vì có ông cậu chú cô ở trên đó. Đa Phước khúc em chưa tới nghĩa trang. À, nghĩa trang không có ông cậu chú cô. Coi đẹp lắm anh. Anh ngâm khoảng 5 phút rồi hãy thả ra. À, ngâm vô hồ 5 phút rồi hả? 5 phút. 600 hả? Đúng rồi. Rồi. Cảm ơn nhiều nha. Dạ, cảm ơn. Làm bán cá luôn á hả? Dạ. Em luôn hả? Dạ, em luôn. Cái... Anh đi ship luôn. Ờ, cá gì với cá gì vậy? Cá rồng, ngân lông, rồi cá săn mồi, cá la hán, rồi nhiều dòng lắm. À. Anh em nào mà có dòng gì hỏi em có, em em giao luôn. À, vậy là có cửa hàng ở đâu không? Có cửa hàng ở Đa Phước anh. À, cửa hàng Đa Phước. Dạ. À. Chứ còn anh mà muốn qua xem á, gần gần trên trung tâm á thì anh qua Trần Đạo. Trần Đạo. Còn quận 5 á hả? Đúng rồi, còn em ở dưới Đa Phước thì nó hơi xa trung tâm. Dạ. Cứ anh cứ nhắn tin gọi anh. Zalo ví dụ có cái gì mình cần thì ok anh. Dạ. Ok anh trai. Bye bye anh trai nha. Bye bye mọi người. Hẹn mọi người trong những clip tiếp theo của mình nha mọi người. Bye bye.